MD Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh. Video lần trước tôi đã làm một cái để cho quý vị và các bạn nghe thử cái vấn đề mà bổ sung thêm loa chép và không có loa chép hỗ trợ thì nó khác nhau như thế nào. Còn ngày hôm nay thì lại tiếp tục là một cái video nữa về loa chép, nhưng mà lần này đó là khi mà loa chép mà nó bị cháy ấy, thì âm thanh sẽ như thế nào. Đấy, thì ngày hôm nay một anh khách vừa gửi đến một con loa Quốc Dân, một con BMB để karaoke tại gia. Thì cái con này nó bị cháy mất. Đây, nó cháy mất hai bên loa này rồi. Hai con chép giấy đây nó bị cháy mất rồi. Thì anh ấy có yêu cầu tôi là thay thế cho anh ấy một cặp loa chép mà cái lời cái tiếng chép ấy nó sáng hơn hai con chép giấy này. Thì cái sản phẩm mà tôi lựa chọn cho anh ngày hôm nay đó là một cặp loa P8802 của Pioneer. Nhưng trước khi lắp vào thùng thì tôi sẽ test trước ở bên ngoài để cho quý vị và các bạn xem thử là nó có hợp hay không. Đấy, để lắp, ví dụ tôi sẽ lắp trước một con xem nó hợp hay không, rồi mới lắp hai con. Nếu hợp thì tôi mới tiến hành thay thế, còn nếu không thì tôi sẽ lựa chọn cái phương án khác, hoặc có thể thay thế cho anh ấy một cặp chép giấy khác anh em nhé. Đây, con này đã bị cháy mất hai chép rồi và nó chỉ còn duy nhất con loa bát hoạt động thôi. Thì sẽ cho anh em nghe thử xem là cái tiếng của một đôi loa khi mà bị cháy chép rồi thì nghe nó như thế nào anh em nhé. Sống đơn lẻ qua giữa vườn trời đêm ngày tích núi đi qua. Anh em có thể thấy là tiếng cực kỳ tối anh em nhé, gọi là rất tối luôn, vì gần như là cái giải trung và cái giải lời và cái giải chép trung cao, cái giải chép nó đã bị mất hoàn toàn, chỉ còn cái giải bát và cái tiếng nó vô cùng tối. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp thêm loa chép. Đầu tiên là một chiếc nhé, một chiếc lắp thêm vào để quý vị và các bạn nghe và cảm nhận thử xem là có điều gì khác biệt không. Đây, tôi có cách này. Bình thường là chúng ta sẽ phải xoáy cái ốc này ra để kẹp dây vào, nhưng tôi lười thì tôi sẽ tôi sẽ đấu trực tiếp dây vào trong này luôn. Đây, tôi với dây chép, loa chép bé thì làm được anh em nhé. Đây, tôi đút dây này trực tiếp vào cùng với cả và cùng là bắp chuối loa luôn. Rồi, giờ sẽ test lại cho quý vị và các bạn nghe thử xem nào. Khác biệt không nhá? Quý vị và các bạn thử lắng nghe. Đó, đấy mới chỉ là một chiếc quý vị và các bạn nhá. Đã có một sự thay đổi gọi là rõ rệt. Cái giải trung cao cũng như cái giải chép được bổ trợ, nghe cái lời bắt đầu đã bắt đầu sáng rồi. Giờ sẽ là thay hai chiếc nhá, để cái gu nghe nhạc của mỗi người thì nó khác nhau. Đấy, thì đây giờ tôi sẽ đây. Đấu thêm loa chép thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến trở kháng hay là đến công suất của âm ly anh em nhé, nên là anh em đấu thoải mái. Cách đây là tôi đấu song song vào sau đít của cặp loa. Tôi vẫn dùng cái cách cũ thôi, vì dây loa chép nó bé thì có thể nhét được cái đầu bắp chuối vào. Cho quý vị và các bạn xem. Rất đơn giản thôi. Giờ sẽ là test nhạc trên đôi loa đã được lắp hai chiếc loa chép anh em nhé. Từ đây mùa xuân kết hoa tình an, đêm ngọc ngà trăng rằm tâm suối hoan khương. Đó, quý vị và các bạn có thể cảm nhận thấy sự khác biệt rõ rệt khi mà tôi đấu một chiếc hay là hai chiếc loa chép. Với tình trạng chung hiện nay thì rất nhiều anh em gặp cái vấn đề là bị cháy loa chép khi mà nghe nhạc hát karaoke. Thì đây là một giải pháp rất là tuyệt vời để anh em có thể thay thế nhá. Với gu nghe nhạc của mỗi người thì có những người thích nghe những cái con chép titan như thế này, nghe tiếng nó sẽ rất là sắc, gọi là rất là gai góc, thì anh em lại rất thích như vậy. Có những người nghe thích tiếng nó mềm mỏng hơn, để tiếng chép mà tơi nhuyễn nó mịn, thì chúng ta sử dụng những cái cặp chép giấy như ở đây, hoặc là những cặp chép đôm bằng lụa
thì tiếng chat nó sẽ lung linh hơn. Đó thì đó là những sở thích riêng của anh em. Còn với khách của tôi thì anh ấy lựa chọn một cái cặp chat titan này thì anh ấy thích cái tiếng chat nó nhiều, nó cao. Đó, thì đấy là một cái lựa chọn của anh ấy. Thì ngày hôm nay đã test cho quý vị và bạn nghe là khi mà một đôi loa nó bị cháy chép thì nghe nó sẽ như thế nào, và khi chúng ta bổ sung lại chép thì nghe nó sẽ như thế nào. Thì xin phép báo giá cái cặp chép Pioneer P8802 này luôn, là có giá nếu mà củ rời quý vị và bạn mua về thay ở trong thùng thì có giá là 450.000 đồng một cặp, bao ship toàn quốc anh em nhé. Còn nếu mà anh em cấy thêm ở rời ở ngoài đó, không muốn lắp thêm thay vào đây, anh em cấy thêm rời ở ngoài thì sẽ là 630.000 một cặp, đầy đủ phân tần và chân sắt như thế này anh em nhé, 630.000 cũng bao ship toàn quốc. Còn anh em về thay đấu với thùng loa thì rất đơn giản thôi, tháo cái con này ra, chúng ta đấu trực tiếp dây ở trong phân tần của con loa này vào âm dương của con loa, chép này đó, và bắt vít lại là xong, rất là đơn giản. Đấu ở trong thùng có phân tần rồi thì chúng ta không cần lắp thêm tụ cảm hay là thêm phân tần chép rời ở ngoài nữa anh em nhé. Đó, một cái lưu ý cho quý vị và bạn có thể dễ dàng thay thế loa chép tại nhà khi mà bị cháy. Số điện thoại của tôi 0931655426, anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện kết bạn qua Zalo giúp tôi để đặt hàng sản phẩm loa chép Pioneer. Con này là mã là 8802 anh em nhé. Loa chép con này vừa có nghe nhạc vừa có thể hát karaoke, rất là tuyệt vời. Đó, quý vị và các bạn nếu yêu thích video này đừng quên bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là chia sẻ video này. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.